Vậy thì bây giờ anh nhận hai đứa con của em đi làm con anh đó, rồi anh nhận em đi làm vợ anh đó. Anh có con nè, hai đứa, trời ơi, mua một tặng hai, rồi hai đứa mình về hợp tác, mình hùng, mình sản xuất thêm mấy đứa nữa, gia đình chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Trời ơi cô Linh ơi, con nói cô nghe nha, căn hộ này nè, nằm ở địa thế thì đắt đỏ nè, không, khí hậu thì trong lành nè, gần trường học nè, sân bay nè, rồi có hồ bơi nữa nè cô. Mà con thì con tính giá ưu đãi cho cô á, cô nhắm được thì cô mua đi con. Nhưng mà cô hỏi con nè, ở xung quanh á, cái tầng đó đó người ta về ở đông chưa? À, xung quanh đó người ta ở đông lắm á con. Chứ cô nói thiệt, tự nhiên cô ở con mình mà cô sợ ma lắm. Trời ơi, thời buổi này làm gì mà có ma cỏ ở đây con. Con cứ yên tâm nghe con đi, về đó ở đi, đông đúc lắm rồi. Ê, nổ, trời ơi, thêm nữa rồi, thêm một án mạng nữa. Vậy là tất cả là 4 người chết rồi đó. Một án mạng nữa? Ừ. Hôm qua 3 mạng người, bây giờ 4 mạng người, dọn đi gấp. Bởi vậy mới là thấy ghê, phải chuyện chơi đâu. Trời ơi. Anh cho tôi hỏi thăm nè, có phải cái tầng số 10 á, đúng chết một hơi liên tiếp 4 mạng người đúng không anh? Rồi, tầng số 10 chết hôm bữa là 3 mạng, bữa nay là thêm một người phụ nữ nữa là 4 mạng. Biết không, biết sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa. Bởi vì nghe đồn đâu mà cái thằng giết người đó nó biến thái nghe. Mà tôi thấy nghe cái tên biến thái thì nó ghê lắm á. Nó chuyên môn nó lựa mấy cái người phụ nữ mà lớn tuổi sồn để mà nó giết không à. Nó cỡ chị ra, nó thấy là nó lụm liền á, cho chị biết ha. Thôi, anh nói bậy không à. Có được không? Thôi, cô không mua nữa đâu. Ờ, cái gì? Thôi, tôi không mua đâu. Trời ơi, chú nói vậy sao con bán được nhà? Nói chị vậy. Chị cũng vậy nữa. Trời, hai người này thiệt tình á. Nói vậy. Cô đợi con không? Ê, nói tiền nước làm sao? Khỏi trả. Thôi. Hình như con thấy có cái gì sai. Quá sai chứ gì sai nữa. Giật người ta đang buôn bán nhà đất, cái chú vô chú nói chết chóc ai dám mua. Đâu có, tao tưởng đâu là lái máy bay bà già cho nên trời tao ơi luôn. Nên bây giờ tiền nước ai trả rồi trời. Thôi cái vụ này tao làm sai, để tao trả cho, có gì đâu mà dữ vậy. Thôi tao đi về nha. Ê, khoan chú ngồi xuống. Cái gì? Kể tiếp cái khúc cuối cho con nghe đi. Thì cái chuyện đó là như vậy rồi, còn kể gì nữa mà. Cái gì vậy? Alo, có đâu? Ở xa đâu ra. Hả? What? Hả? What and what? Hả? Trời ơi! Gì vậy chú? Ôi trời đất ơi! Tôi chết rồi! Ôi! Thằng Tùng! Ông Tùng sao? Ừ, thằng Tùng! Nó bị ủy ban triệu tập nó lên rồi! Vụ gì? Vì cái tội mà nó dám bạo hành trẻ em đó! Nữa hả? Ừ, cái chung cư của mình sẽ đủ thứ chuyện vậy trời! What? What and what? Trời, sao anh cứ bị vậy hoài vậy ta? Ôi, trời ơi, chắc chắn lần này là cậu Tùng dính chắc. Tụi nó dính chắc luôn. Dính cái gì mà dính mấy lần trước vậy, có sao đâu. Tụi nó tụi có linh tính tụi biết mà, chắc chắn là dính mà khổ lắm vậy đó. Linh tính cái gì không ơi, biết. Ôi thiệt tình cái gì không hiểu. Ê. Ồ. Trời. Ồ, chào chú Đức. Hả? À, chào chị. Thì tụi tôi lên đây nè, coi tình hình cậu làm sao. Hả? Có gì không? Con không sao đâu. Sao rồi? Mấy đứa nhỏ bị trả lại rồi đúng không? Không sao đâu mà. Chắc chắn là vậy rồi chứ gì nữa. Nhìn cái mặt ủ rũ là biết rồi. Bởi ta nói trên đời này không có được tin ai hết á. Giờ tự nhiên cái nuôi con người ta bây giờ mang họa vào thân rồi, thấy không? Ừ. Quá rồi. Bởi vậy nên ủa? Đó. Sao đông vui quá vậy nè? Ôi. Trời ơi, Tùng của con bị sao vậy nè? Bị tước quyền nuôi con rồi nên mới ra nông nổi đó đó. Cái gì? Thiệt hả? Tước quyền nuôi con hả? Ừ. Nhanh vậy? Mới hôm qua đây mà bây giờ có quyết định luôn rồi hả? Ừ. Ôi, thấy thương quá. Chú Đức. Anh Tùng. Chú thấy mà Linh có gì lạ không? Anh Tùng. Mổ không hiểu luôn. Anh Tùng. Anh Tùng ơi. Con ơi đừng quá ba con ơi. Con ơi đừng bỏ ba con ơi. Anh Tùng. Nó mơ, nó nói là đừng có bỏ ba con ơi. Tôi thấy thương không? Mệt quá anh. Mà ngủ đứng á.
Sao không? Em này đuối quá. Đúng rồi. Không có ngủ nghe gì được hết. Tội nghiệp ha. Thôi về nghỉ đi. Chứ cha, tới giờ con phải đi lên trình diện ủy ban rồi. Trình diện chi nữa chứ không phải là có quyết định là tước quyền nuôi con rồi phải không? Đó là ủy ban phường, ta nói là người ta điều tra lại. Còn giờ là trình diện ủy ban quận là có lịch hẹn trước rồi. Con chào mọi người, nhắn vô thay đồ, đi lên ủy ban. Ê, để em đi nha anh. Ủa, vậy là sao? Vậy là... Dạ, chưa. Chưa có gì hết. Chưa có quyết định gì hết. Vậy hả? Đi về. Cũng bà không mà tự nhiên cái kêu tôi lên chú. Đây vậy. Cậu Tùng, sao cậu căng thẳng vậy? Cậu có nghi ngờ ai làm chuyện này không? Có chắc là cậu không bạo hành mấy đứa nhỏ không? Sao cậu xui dữ vậy? Hai thờ thử coi bói coi sao. Tôi biết ông thầy bói này cao tay lắm đó. Biết đâu nhờ ổng mà cậu tìm ra tông tích người hãm hại cậu. Cái chị này, thời buổi này mà còn mỹ tính dị đoan nữa. Mà cậu Tùng, tôi có thằng cháu là mở văn phòng thám tử tư hay lắm. Để tôi cho cậu số điện thoại nha. Cậu Tùng, nói gì đi kìa cậu. Thôi được rồi, đủ rồi hai chị. Bây giờ làm ơn cho con yên tĩnh chút xíu được không? Sáng giờ ai cũng hỏi con cái này hết. Trời đầu ơi, lắm rồi. Người ta muốn giúp bà, muốn giúp mà làm gì? Nói vậy sao được. Thôi tôi với bà đi đi bà ơi. Giúp mà không, là... không nói gì đâu không. Thôi hai chị mình đi. Anh Tùng, con muốn ngồi với mẹ hay ngồi với ba? Hả? À, ngồi với mẹ thì ngồi mẹ đi. Chào ba đi con, chào ba đi. Con chào ba. Con đừng kêu chú bằng ba, chú là chú Tùng. Con kêu bằng ba người ta nghe người ta hiểu lầm, tội nghiệp chú. Tại sao âm bình chị An kêu chú là ba được mà con là không được? Trời ơi, nghe cái này nó nói mà em đứt từng đoạn ruột. Anh nghe nó nói chuyện anh thương không anh Tùng? Trời ơi, nó thiếu thốn tình cảm một người ba. Vậy thì tại sao anh luôn tìm cách ngăn cản điều đó lại vậy hả anh Tùng? Cô Linh ơi, tôi đâu phải là ba ruột của nó đâu cô Linh. Vậy hai đứa nhỏ kia cũng đâu phải con ruột của anh. Trước sau gì tụi nó cũng sẽ bị trả về trại mồ côi, đúng chưa? Vậy thì bây giờ anh nhận hai đứa con của em đi làm con anh đó, rồi anh nhận em đi làm vợ anh đó. Anh có con nè, hai đứa, trời ơi, mua một tặng hai, rồi hai đứa mình về hợp tác, mình hùng, mình sản xuất thêm mấy đứa nữa, gia đình chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Trời ơi cô Linh ơi, cô quá đáng lắm luôn á. Cô nói chuyện gì đâu không mà có nít ở đây mà nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Anh ơi, anh đừng từ chối tình cảm của mẹ con em. Không, qua ba đi con. Ông ba đi. Cái gì vậy cô Linh? Ông ba vô. Trời ơi thôi mà. Rồi, gia đình chụp tấm hình hạnh phúc nè. Vô. Thôi cô Linh ơi, Đây chụp tấm hình hạnh phúc nè. Con buông tay chú ra. Trời ơi cô Linh. Ôm vô. Cái gì vậy cô Linh ơi? Trời ơi, ngoài đường ngoài sáng mà làm cái chuyện gì kia cục giấy. Người ta hiểu lầm cô Linh ơi. Nè, làm gì rình mò ta? Ai không? Thôi. Có khi nào thủ phạm là nó không ta? Là ai? Con Linh, trong lễ khanh đề. Bảo vệ cho nên. Tôi biết ai rồi. Chắc chắn một điều kỳ này là thằng Tùng nó sẽ dính chưởng luôn. Chắc chắn một điều như thế. Trời ơi, xong hết trơn. Dạ cảm ơn chú Đức, cảm ơn bạn nụ nha. Con nhà giùm tôi. Sao rồi? Dạ, sao rồi? Bây giờ trên đó người ta nói là để người ta điều tra, để coi mấy bức hình nó có phải là Photoshop, có chỉnh sửa, cắt ghép gì vô không. Ồ trời ơi, điều tra làm chi nữa. Cắt ghép cái gì, chỉnh sửa cái gì, việc gì phải điều tra. Tôi biết ai là tác giả tấm hình đó luôn nè. Nè chú, biết mới nói nha, không đoán mò à. Nè, tôi nói cho cô nghe cô búp. Ha, tôi nói rõ ràng cho quên cô nụ. Tôi nói cho cô nụ nghe chưa, với chú Tùng nghe rõ chưa. Bằng kinh nghiệm mấy mươi năm mà tôi coi phim điều tra tội phạm, thấy không, trinh thám truy nã rượt đuổi công an bắt lừa lừa tội phạm ở trên TV, tôi rút kinh nghiệm cho tôi một bài học. Tôi biết được thủ phạm của những tấm hình này chắc chắn là một điều này. Ai chú? Là tên đó nó phải có máy chụp hình.
Trời đất ơi, chú ơi, chú nói cái gì mà cho nó có kết quả luôn đi chú. Không có máy chụp hình sao nó chụp chú? Thì dĩ nhiên mình phải dẫn dắt. Cái chuyện tinh tá mình vẫn dẫn dắt, mình phải điều tra. Rồi mình nhìn vào trong tấm hình, mình tính toán về mặt cự ly tấm hình. Nếu như mà cm thì km là mình sẽ biết được như thế nào. Đằng đây km là đường xe, ở ngoài tính bằng đường xe cộ. Còn cái này là về cm hay là mm thì chắc chắn một điều, thủ phạm tấm hình này nó đã từng lảng vảng hoặc là bước chân vô trong căn nhà này. Ồ, vậy là thủ phạm là người chụp tấm hình đó. Đúng. Đúng rồi, thủ phạm là người chụp tấm hình. Con nhớ thử. Nhưng mà đã từng sống trong căn nhà này. Đúng hoặc rồi, đã từng xuất hiện trong căn nhà này. Nhớ suy thử, nghĩ đi, nhớ coi thử có ai tới đây không. Nhớ coi kỹ thử có ai không. Bây giờ mình loại trừ đi, loại trừ dần đi. Suy nghĩ coi. Nhớ kỹ thử coi. Vi. Vi. Vi nào? Vi con chú. Trời ơi, thôi nghe, không có đổ thừa nó nghe. Nó làm gì nó có máy chụp hình. Nụ. Cái... trời ơi, bà nụ thì bà lấy bà chụp bằng cà phê hả? Bà lấy cà phê bà rải bà chụp hả? Suy nghĩ coi. Nhiệt tình lên nào các con ơi. Mẹ điện thoại em ơi. Sao em cầm điện thoại em quay phim hay làm gì hả? Không có, em đang em đang cầm đứng coi thôi. Đưa đây em coi. Thôi được rồi. Con Linh hả? Trời ơi, chính xác 100% rồi. Con Linh. Nó chính thì là con Linh. Có tình yêu thương của ta, và cha sẽ mãi mãi trêu trẻ. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống. Đáng yêu quá chừng. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.